này. Bữa này nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Mới bắt đầu từ đâu rồi? Bắt đầu từ một cái góc này, từng dãy một tuần. Bên này khu vực mini mà, chọn mini. Bàn thạch Mai Toàn. Để cho tưới đã. Nhà cổ Bắc Bộ. Đây có cây này. Và thấy khoái mắt này. Xem nào. À, cây xanh này, xanh cổ. Xanh cổ. Xanh cổ. Rất hay. Đây, rất hay. Chân chiếc đấy, nhìn già chun rụt đến rất chi răm. Thế nhưng cây này mà có lá thì xấu. Cây này có lá thì xấu và vẫn luôn rút liên tục. Nhìn đúng rồi bạn. Giả ghê. Cái này mà lá mà thì lại xấu. Rút liên tục. Nhìn xa lại tưởng cây lộc vương. Sao ghi kia là cái xanh nhỉ? Cái xanh ở đấy, lá phải là xanh mà. Không phải là xanh à? Không. Ô, thế là cái gì? Đấy thì tôi với ông kia đang thắc mắc. À đúng rồi, lá này không phải. Cây này cây gì rất lạ. Đang bảo cây này nói là cây kia kìa. Bảo là cây xanh mà lại như này thì khó quá nhỉ. Đấy. Thế hay. Nó là cây, đang bảo cây này là giống cây gì. Đây. Xin phép bật một cái lá già già đây. Răng cưa đúng là không phải tên cây thì là tên cây xanh nhưng mà thực tế không phải. Tôi bỏ khoan đây bán đá phải lướt đùng lắm nhiều lắm ạ. Bên này rất là nhiều, bên kia là những tác phẩm to cỡ lớn của các bác nghệ nhân cũng cỡ lớn. Đi theo hàng để cho nó đỡ rối các bác. Vẫn phải quay lại những tác phẩm đồ sộ này. Đây bác hỏi taxi đi. Bác hỏi taxi có đem con độc long kim cương không? Độc long kim cương này. Bác hỏi taxi đây. Đặc chính là đằng kia. Và những cây này thì các bác xem nhiều. Cái này là ngoài cơ ngoài chậm này. Ách chà, hình gì đẹp quá. Xin phép mỏi tay quá, giơ tay nhiều mỏi tay quá. Nơi dùng đi. Tác phẩm từng gì của bác Vũ Đức Mạnh. Vũ Đức Mạnh, cái số điện thoại. Đấy. Đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Từ gốc lên các bác nhé. Da rẻ xương, tay chân chun rụt cắt giật
Rất giật. Rất là kỳ công. Tường vi đẹp quá quá. Hai mặt đều đẹp. Đấy, các mặt đều đẹp. Tôi xin phép đi để quay cái khác thôi. Chiều quá. À, con sành cũng rất hay. Đấy, như tôn, không có số điện thoại. Vợ mấy ông Bill đang vợ bỏ vì mẹ chồng mê ghê quá. Có ông thì này. Nó bảo là ông kê phải vẫy thế này mà nó lại dễ tao cắt cái này, không nên ông sửa, ông cắt ở đâu. Chiều không cắt. Ngắn gọn thế này. Đúng không? Cắt ở đâu. Cành trâu đây. Đấy, cũng những cái khu vực này cũng có chia lô và rất là hay. Thiếu cái thảm đỏ tí thôi, không quan trọng lắm. Và phía cũng rất là sạch sẽ. Xanh rất đẹp. Sơn ô tô. Điền. Bài trí rất là lịch lãm. Si Úc Đỏ, Si Cổ Nam Thân, Nguyễn Xuân Bắc. Phật sắp đặt cũng rất là hay. Nguyễn Bắc, Nguyễn Xuân Bắc, xanh đằng lão. Hãy một đôi Si từ hai bên. Đôi Si hai bên. Nguyễn Bình Anh nó vỡ đầu rồi, vẫn không thể chịu nổi. Đây, con sông núi thác đổ thác đổ đổ kinh khủng, con này đổ rất kinh, đổ hết cỡ rồi đấy, hết cỡ luôn, sắp hết cả đôn này. Như này thôi, tôi phơi này. Đây là đất sét chứ phân được cái giá mấy nó phân. Bác cố đứng mạnh. Sang phát đổ. Ui, đi vào đây lạc tức. Chúng ta cố gắng đi theo hàng lối tí. Quy mô triển lãm như là gớm mặt đấy, không phải đơn giản. Chào Phúc Kiệt. Các phùng túc sột này cũng rất hay. Sột Nguyễn Xuân Chính. Và tôi vào đây hoa hết cả mắt các bạn, vừa hoa vì nắng mà vừa. Đấy là ông này, tôi đồng thích ông này. Nhiều cái điểm quay em nhỉ. Vâng, quy mô ác chiến đấy, triển lãm quy mô này. Năm hoành tráng hơn năm ngoái nhiều.
cũng ở cấp xã mà làm ngoài trái. Nay mà mấy thằng tổ dân phố làm có khi còn chậu nó khổ quá là thế này. Chậu là thế đấy. Em vừa quay cái đấy cho Phúc Kiến. Rành rành. Ách chà chà. Trần Thái Hòa. Nhiều cái đẹp quá, đáng sợ thật. Cái này đẹp. Câu lạc bộ bonsai chợ chùa. Đó. Nó Trần Thái Hòa là đầy dáng cây này. Có như là một khu rừng rồi bác, rất là rộng, mênh mông. Cây lướt tí nó không thể hết được, nhưng lượng pin không thể đủ được các bác. Cố gắng đi một số cái cây mình thích xong rồi view vào focus vào một tí. Cây nào thì cũng ok rồi, cây nào cũng đẹp rồi, quan trọng đến tận nơi mà xem các bác. Muốn đi theo hàng theo lối khó lắm. Anh Tuấn ơi, đấy cái đuôi này, cái nào, cái nào, cái này, mẹ ảnh còn xấu hơn ở ngoài, ảnh cái tay này xấu rồi bây giờ ở trong còn đẹp đấy, 25 phát. Cây này mới chắc cây này cũng có cơ lấy chứ những cây kia không, không múc được. Đây. Ôi, bánh tẻ hơn, cái này nhìn được. Rồi. Để tối để gọi đán này. Bác đán này ở đâu bác? Ở Ninh Hiệp đây này. Con này là con xanh thì đẹp hơn. Bây giờ con này xi nhưng nó sạch quá. Bây giờ con này mà là con xanh nhé. Đán này toàn cây trực, hắn này tính trực tính đầy con xanh này hắn à. Bác đán ở đâu bác? Trực tốt đấy. À, bác ơi. Cũng bên Hà Nội. Đây. Con này mà là con xanh nhé. Xanh, xanh con si của nó múc hết. Con này là bên kia thì khác chơi được. Xanh thì đằng kia cũng có nhiều. Con này nó sen hồng đẹp. Đây. Sở tốt đây chưa? Rồi. Nốt cây này. Lưu số ông đoán lại cái. Tay to. Nhiều cây quá hoa cả mắt. Cây gớm quá đây, ra đây xem cây. Mẹ giờ lạc vào rừng mẹ cũng nhìn ở ngoài tưởng nó ít đấy. Vào đây mẹ đúng không? Thiên đường của cây. À tuấn cổ đây. À cái cây này lên lên nhiều lắm rồi. Cây này bảo hơn trăm đây. Trăm rồi à? Hơn trăm. Đó. Đấy cây này đẹp. Cây này thì không không chê được rồi. Chi là giá đắt quá, giá vô cùng, chả biết thế nào một lần này. Chú về nhà chưa? Đúng, lùn cái này thì tầm 20 phân, cao tầm 20 phân thôi. 20 phân. Những làng này. Là siêu đẹp. Đấy cái cây này với con cốt si phôi si đằng kia. Thì số có má ấy. Những cây khác hoàn thiện thì không nói. Không nói những cái những cây mà mình vào mắt được. Nhiều lắm, mình đây nhiều lắm rồi. Đi hết được cũng khó. Các bác phải đi một lượt nữa để về đổi được. Ra. Đi. Ôi đẹp quá. Không phải bạn nào lấy lưu lại số cái Ngô Văn Đức.
thủ về trưa quá rồi. Đi thôi anh, về chứ? Đi được chứ? Tốt quá. Ta. Cây của anh đi tốt quá gì? Cây này được 10, cây 4 cũng phải được 3. Cây này, cây kia phải được 3, cây này chỗ này làm sao mà nó lại hao hao cây của anh ấy nhỉ? Hao hao cây của anh. Cây của anh nó gầy hơn tí. Nhưng mà hai cái tay cành bên này nó còn không huyền đưa ra bên này nữa. Cân quá. Vào lấy cổ này. Cũng Tuấn à. Cái nhà. Không. Bố các bác tên Tuấn. Ôi, cái làng này đẹp quá này. Rồi đội bonsai phố cổ này mạnh quá. À đây cái phố cổ mà họp họp với khôi kia đây cái mà như đống rơm này. Thì đấy. Thôi nói các bác thông cảm, không phải đống rơm nó đấy vui thế thôi. Ủa, quá chuẩn đấy. Cái này đấy mà vui. Cái này lên ảnh thì không ăn ảnh. Nhìn. Đây, làng đây. Bác Tuấn này đưa gớm quá nhỉ. Quán ông Tuấn thì đủ kinh khủng. 582. Sai phố cổ. Quyết định rút áo ra rồi. Phải thêm nữa. Đội phố cổ này chơi chất lắm. Cứ lùn này. Đúng chất kiểu nhà phố cổ đấy. Người phải khom khom mà rút vào. Bên kia có cái xi của gì, cái gì Hải Phòng cận cái gì? Quên mất tên rồi, cũng đẹp. Mẹ những cái tinh ấy để hết mẹ ở trong sói, có ông lại đi đến nơi gần đi đến đây ngã nắng rồi chả đi xem được đến nơi nữa. Các cụ là luôn luôn được ưu tiên ở hàng trước này, các cụ đấy, một dãy của các cụ đi Ấn Độ có mặt cứ ưu tiên ở thảm đỏ hàng trước này. Thực tế là những ông kia mới đáng để mẹ bắt đầu mới đáng để cho ra ngoài này. Ông này chơi theo bộ á, bộ đồ cổ kia có cái tử vi đẹp lắm, mọi người xem nốt cái để rút ấy. Sơn ô tô vừa quay cái này rồi, ghê gớm lắm. Cái này là đôi trăm. Đấy, nhìn nó ra sướng nhỉ. Hoa phượng Hải Phòng. Hải Phòng mạnh lắm. Đấy. Gốc bùa ngọn chỉ. Cái da của nó lại sướng. Lại mầm nhú nhú đỏ đỏ. Thôi, đi về. Về. Xem thế này. Xem nữa. Hoa mắt quá. Đấy, các cụ luôn được ưu tiên. Thôi, xin phép chào các bác, hẹn gặp lại các bác sau.